2 xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buôn Đồ Giò, bình viên tàu lao chạy với đao Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly và Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Ở đây là giải của Trắng Hà Tiên mở rộng nha các bạn. Đứng trước màn đồng kính lâm là tem của nam nhỏ nhà bàn tình biên, nam nhỏ Nobita, Thiện Du và Vinh Dầu. Còn bên kia là tem của đội chủ nhà Đạt Đường Trắng Hà Tiên, với sự xuất hiện của 6 anh em nồng cốt vừa du lịch thay giải vừa rồi tại Vĩnh Cửu Đồng Nai và Long Thành Đồng Nai, nhất 50 triệu lớn nhất Việt Nam. Trận đấu được bắt đầu, trọng tài chính là trọng tài Dũng và trọng tài phụ là Khanh, hai trọng tài biên, tất cả 4 trọng tài của giải đấu lần này. Không, các bạn hãy chờ xem, Trần Nô vẫn còn một pha kết thúc đầy ngọt ngào của Phong Liêu dòng riền Kiên Giang. Hiện tại bây giờ những nhà du lịch đang bên kia, hai lần du lịch liên tiếp ngày 2 và ngày 3 tháng 12, giải nhất Long Thành 50 triệu và giải nhì tại công ty Ngọc Danh Vĩnh Cửu Đồng Nai cũng 50 triệu. Đây là 6 anh em đồng cốt bên kia, hiện tại bây giờ đại diện cho Đạt Đường đội chủ nhà Trắng Hà Tiên. 1-0 Nam Nobita, quá ghê cho Nam Nobita, một pha công lưới rất đáng sợ của Nam Nobita. 2-0 Bên kia tại bây giờ là Khang 2m02 đang bị số 2. Bóng tốt, Hoài Thanh giữa và Thanh ngoài 2-3 Hồng Ngự Đồng Tháp bị số 4. Hiện tại bây giờ là Sơn Nâu Tịnh Biên và Phong Liêu đang chuẩn bị ngoài, đang mớm ra đồng thưởng. 2-0 Lại là một pha bật nhảy quá nhẹ nhàng rồi của Thanh Hoài. Thanh Hoài 2K3 1m80 quê Hồng Ngự Đồng Tháp. 3-4-0 Đăng Mớm phát bóng không vào lưới. Hiện tại bây giờ đội hình chính bên kia là Phong Liêu Sơn Nâu Khai 2m2 và Đăng Mớm Chiếc 2. Các bạn hãy chờ xem những pha dội bơm của tem vô địch bên kia như thế nào nha. Phong Liêu, lại là Phong Liêu trên cành cao. Phong Liêu 1m87 5-1 Vinh Dào không tập trung vào bóng rồi, 6-1 Đây là tem QBL Yeah. Lại là đang bấm phát bóng hộp nữa rồi. 2-6 Bing Ramui. 5-0 Lại là Phong Liêu kết thúc trên cành nữa rồi, bóng đi ra ngoài. 7-2 cái tem ngoài hiện tại bây giờ của Khải Hà Tiên Hải Sản Kim Trí, Hải Sản Kim Trí, đối thủ Hưu Đen Đạt Học Sinh Sang Mỹ Thứ Quy Vô Lít 1m97 và Kim Nguyên Bảo Hơi Spa là những cái tem thật sự rất đáng gờm của giải lần này. Và kết thúc tốt của Nam Nobita. 3-5 Các bạn thấy fan của VBL là rất nhiệt tình. Sơn Đông, quá ghê cho Sơn Đông. Ở giải này 21 điểm lụng đông nha các bạn. Phong Liêu phát bóng, bóng tốt, 13 13 Phong Liêu phát dục bóng ra ngoài, 40 Đây là nam nhỏ nhà bạn TV, một trong những cầu thủ rất ghê gớm của miền Tây chúng ta.
đặc biệt anh ấy từng lên Sài Gòn bị chặt nước liên tục. Khang, quá ghê cho Khang. Với lợi thế chiều cao 2m02 của mình, Khang chỉ cần nhón nhẹ lên thôi là rất khó chịu rồi các bạn ơi. À, các bạn nào cần minh tráng hãy đến với Khang luôn nha. Minh tráng Tây Ninh, Khang lúc nào cũng đem theo bạn. Thiện Du, lại là một pha xử lý không được tốt rồi của Thiện Du. 12-4. Nếu không gì thay đổi tên của VBL Nam và bạn Tây Ninh nhảy cầu Tôn Châu bất cứ lúc nào. Lại là Phong Liêu phát bóng ở điểm tiếp. 13-4. Ây da. 14-4. 4 đều. Trận đấu đang rất cay. 4 đều. Lại là Nam Vita. Quá ghê. Mười lăm, mười bốn. Một pha rình rập gì rồi của Nam nhà bạn tôi đi. Năm, mười lăm. Khang, Khang, Khang vừa chạm tay vào lưới. 6-15. À, cậu bé Khang với tên thật sự rất dễ thương. Chú voi con không bao giờ lớn. 16-6. Và pha bóng không qua lưới rồi của Nam nhà bạn tên đi. 16-6. Và kết thúc tốt rồi của tay trái của Thiện Du cao lãnh. 7-16. Một pha đánh bóng ra ngoài của Phong Liêu. 8-16. Quá ghê cho Minh Chào. Quá ghê, thật sự Minh Chào, thật sự quá ghê phô hôm rồi. 9-17. Càng xử lý quá tình cảm vào hôm rồi các bạn ơi. 18-9. Phong Liêu phá bóng ở điểm trực tiếp. 19-9. Lại là Nam Nobita. Tại pha nam bộ của Nam Vita quá ghê. Đang cổ vũ cho Nam Vita rất ghê. 10-19. Mất mạnh. Quá ghê. 20-10. Lại là Nam Nobita. 11-20.
Namita mỗi lần đến điểm ăn mừng làm như mới được lớn các bạn ơi. Mất băng. Kết thúc chương trình đầy thì cảnh đến đây là xin chúc mừng Tem Đạt Đường FC đại diện cho Trắng Hà Tiên đội chủ nhà. Kết thúc tỷ số 21-11. Mời các bạn xem tiếp, xem thứ hai của cặp đấu này nha. Các bạn nào có xem live stream thì hãy xem trên kênh Edgar Win. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nó hơi nhiều rồi.